Xin chào anh em đã quay trở lại. Và như đã đề cập ngày hôm qua với anh em, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề phân tích sâu sắc hơn về chiếc iPhone giá rẻ đến bất ngờ đang được Apple cân nhắc để tung ra thị trường. Khoảng giá của chiếc iPhone này sẽ từ 200 đô đến 300 đô, tức loanh quanh 4 đến 7 triệu đồng chưa kèm tiền bảo kê để xách tay về nước ta. Với mức giá này thì nó sẽ khá tương đương với một chiếc iPhone 7 Plus mà anh em có thể ngó qua tại Clickbuy ở đường link bên dưới. Và thực tế mà nói thì việc dùng một cây 7 Plus ở thời điểm bây giờ cũng không tệ đâu nhá. Quay trở lại với chương trình thì rõ ràng mức giá 200 đô là một mức giá chưa từng có tiền lệ đối với iPhone. Và câu hỏi đặt ra là cứ cho rằng nếu nó trở thành sự thật thì mặt mũi của chiếc iPhone này sẽ như thế nào? Và cách đặt tên cho nó sẽ ra sao? Vậy thì hãy cùng điểm nhanh cùng mình ngay sau đây. Có lẽ nên nhắc lại một chút về truyền thuyết iPhone giá rẻ đã bắt đầu như thế nào. Vào tháng 4 vừa qua, Apple đã chính thức trình làng chiếc iPhone SE phiên bản 2020 với mức giá rẻ, thiết kế giống với iPhone 8 nhưng lại mang sức mạnh ngang với các mẫu iPhone 11 nhờ được trang bị con chip A13 Bionic. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, mẫu iPhone giá rẻ này của Apple đã được rất nhiều người dùng Trung Quốc quan tâm và săn đón. Theo Abacus News, tất cả các phiên bản của chiếc iPhone SE 2020 đã trở nên cháy hàng tại thị trường tỷ dân. Theo số liệu từ trang thương mại điện tử JD.com, hơn 145.000 chiếc iPhone SE 2020 đã được bán ra ngay trong ngày đầu tiên lên kệ. Theo một thống kê mới nhất, chỉ sau 3 tháng phát hành, chiếc iPhone SE đã bán được tới 10 triệu máy, đồng nghĩa rằng từ giờ đến cuối năm còn khoảng gần 2 quý nữa thì chiếc iPhone SE đạt mốc 30 triệu máy là hoàn toàn có thể, cũng như sẽ trở thành chiếc iPhone bán chạy nhất của Apple trong năm nay. Chính vì thế, thành công của chiếc iPhone SE 2020 tại Trung Quốc được cho là sẽ thúc đẩy Apple tung ra một mẫu iPhone rẻ hơn để thu hút khách hàng. Cụ thể, trong một bài đăng mới nhất trên tài khoản Twitter của mình, Licker Maury QHD đã tiết lộ rằng anh vừa được nghe thông tin là Apple đang phát triển một mẫu iPhone giá rẻ khác. Dòng iPhone này thì có giá khởi điểm chỉ từ 200 đô, khoảng loanh quanh 4 triệu. Giả sử tin đồn là chính xác, thì chiếc iPhone mới sẽ có mức giá rẻ bằng một nửa so với iPhone SE 2020, đang có giá khởi điểm là 399 đô. Nguồn tin từ Licker Maury QHD không nói rõ cấu hình của chiếc iPhone giá siêu rẻ này. Tuy nhiên, chỉ mức giá thôi cũng đã khiến rất nhiều người phấn khích rồi. iPhone giá 200 đô dự kiến sẽ giúp cho Apple tăng thêm sự hiện diện của mình ở phân khúc giá rẻ, đặc biệt là tại những đất nước đang phát triển, người dân có thu nhập thấp. Thực tế mà nói thì đây không phải lần đầu tiên Apple ra mắt một thiết bị iOS giá rẻ nhất nhưng lại có cấu hình cao. Anh em chắc còn nhớ vào năm ngoái, Táo Khuyết đã ra mắt chiếc iPod Touch với điểm nhấn là con chip xử lý A10 Fusion từng tìm thấy trên chiếc iPhone 7 với mức giá chỉ từ 199 đô và đây chính là thiết bị iOS có giá rẻ nhất để trải nghiệm iOS 14 bên cạnh iPhone 6S. Nhưng để đánh đổi lấy mức giá rẻ như vậy thì iPod Touch mới lại mang đến thiết kế rất là lỗi thời với màn hình 4 inch từ thời iPhone 5 cách đây 8 năm rồi. Do đó, nếu chiếc iPhone có giá 200 đô được tung ra thì nhiều khả năng nó sẽ sử dụng lại thiết kế của chiếc iPhone 6 lai với iPhone 8, tức rất giống với chiếc iPhone SE, hoặc đơn giản hơn là lấy luôn thiết kế của chiếc iPhone SE 1 vốn đã ra mắt vào năm 2016 là được. Bên cạnh đó, nếu một chiếc iPhone SE 2016 sở hữu cấu hình của iPhone 11 và được đặt tên là iPhone SE Lite thì cũng có khả năng xảy ra, bởi vì Apple cần một thiết bị nhỏ hơn nữa so với chiếc iPhone 12 tiêu chuẩn. Các thông tin cho thấy là chiếc iPhone 12 rẻ nhất vào cuối năm nay sẽ thậm chí còn có kích thước nhỏ hơn cả iPhone SE hay iPhone 8 do màn hình chỉ là 5,4 inch nhưng vẫn giữ lại tai thỏ. Tức là để giữ được một hình ảnh sản phẩm cao cấp hơn thì Apple sẽ cần phải ra mắt thêm một chiếc điện thoại nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn cả chiếc iPhone 5,4 inch và việc lấy lại thiết kế của chiếc iPhone 5S nhưng ốp thêm kính vào mặt lưng sẽ rất phù hợp. Nói tóm lại thì sau đây sẽ là cấu hình mà mình dự đoán về chiếc iPhone SE Lite này sẽ như sau. Màn hình 4 inch độ phân giải là 640x1136 pixel, RAM 2GB hoặc 3GB, pin xử lý Apple A12 hoặc A13, camera đơn 12MP và camera selfie 7MP, pin 2000mAh, cổng Lightning không hỗ trợ sạc nhanh. Thời điểm ra mắt dự kiến là năm 2021. Có thể thấy iPhone SE Lite nếu thực sự có thật thì nó sẽ có một vài chi tiết kỹ thuật giống như các thông số mà anh em vừa được thấy. Thực tế mà nói thì việc sở hữu một chiếc iPhone với màn hình 4 inch cũng không phải là tệ lắm, đặc biệt là khi nó có giá rẻ đến như vậy, vì dù sao việc nó được ốp kính vào lưng cũng rất thú vị khi mà giúp gợi nhớ đến huyền thoại iPhone 4 cách đây đúng tròn 10 năm, phải không nào? Và vậy thôi, vừa rồi thì là những tổng hợp cũng như là dự đoán của bọn mình về chiếc iPhone giá rẻ của Apple. Em nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.